Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, ngày 18 tháng 10 cho biết, người dân Palestine nên đến vùng nhân đạo tại Al-Mawasi gần Khan Yunis, nơi cung cấp viện trợ quốc tế khi cần thiết. IDF cũng nhắc lại lời kêu gọi dân thường ở miền Bắc dải Gaza, sơ tán về phía Nam trước, giáng đòn mạnh mẽ vào khu vực. Vùng nhân đạo do IDF chỉ định là kết quả sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều ngày giữa Israel, Mỹ, Ai Cập cùng nhiều quốc gia khác để tạo khu vực an toàn cho dân thường tại dải Gaza lánh nạn. Tuy nhiên, IDF ngày 17 tháng 10 tập kích các thành phố Yunis và Rafah, nơi người Palestine từ miền Bắc dải Gaza sơ tán đến, khiến một số bên bày tỏ tức giận. Thông báo được đưa ra sau khi IDF cho biết họ sẵn sàng cho giai đoạn tấn công dải Gaza tiếp theo, song có thể không triển khai chiến dịch tiến công quy mô lớn trên bộ. IDF đang tập trung hàng chục nghìn binh sĩ cùng nhiều xe tăng, thiết giáp, phương tiện chiến đấu và vũ khí hạng nặng gần dải Gaza. IDF ngày 18 tháng 10 thông báo hạ thêm hai chỉ huy Hamas tại dải Gaza, bao gồm Mohammed Odala, chỉ huy đơn vị tên lửa chống tăng dẫn đường thuộc lữ đoàn Gaza, và Akram Hayzerzi, chỉ huy đơn vị tác chiến hàng hải. Hamas mở chiến dịch tấn công phối hợp bằng đường bộ, đường không và đường biển nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10. Israel sau đó phong tỏa và tập kích dải Gaza để trả đũa, bộ binh cùng xe tăng nước này thực hiện một số cuộc tiến công cục bộ vào khu vực. Israel nhiều lần tuyên bố sẽ xóa sổ hoàn toàn Hamas và năng lực quân sự của nhóm. Liên Hợp Quốc và lãnh đạo nhiều nước cảnh báo, chiến dịch tiến công trên bộ quy mô lớn nhằm vào dải Gaza có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo tại khu vực bị Israel phong tỏa trong nhiều ngày qua. Israel đồng thời khuyến cáo công dân rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức vì lo ngại các cuộc tấn công trả thù. Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, NSC, nâng cảnh báo lên mức cao nhất trên hệ thống cảnh báo 4 cấp đối với việc đi lại của công dân đến Thổ Nhĩ Kỳ. NSC lo ngại du khách Israel sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố giận dữ vì xung đột ở Gaza. NSC cho biết, với những sự kiện gần đây, nhiều lo ngại về động cơ ngày càng cao của những kẻ khủng bố và những kẻ tấn công đơn độc nhắm vào người Israel ở các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Trong khi đó, NSC cũng nâng mức độ rủi ro đối với Maroc lên cấp 2 trong bối cảnh mối đe dọa đang gia tăng, đồng thời kêu gọi công dân tránh các nước Ả Rập và những quốc gia giáp Iran, đặc biệt Jordan, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Azerbaijan nếu không cần thiết. Thông báo của NSC được đưa ra khi hàng ngàn người tụ tập biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Istanbul. Biểu tình diễn ra sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào một bệnh viện ở dải Gaza, khiến khoảng 500 người Palestine thiệt mạng. Video đăng lên mạng xã hội cho thấy một số người biểu tình đã bắn pháo vào tòa nhà lãnh sự quán, trèo lên hàng rào và cố gắng đốt cháy tòa nhà. Hôm 17 tháng 10, bệnh viện Anali bị tập kích, lực lượng Hamas cho rằng quân đội Israel là bên chịu trách nhiệm. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người đứng đầu chính quyền Palestine ở bờ Tây, cũng mô tả sự việc là vụ thảm sát chiến tranh ghê tởm, không thể tha thứ. Tuy nhiên, Israel bác cáo buộc, khẳng định nước này không tấn công vào bệnh viện Anali. IDF tuyên bố phân tích từ hệ thống tác chiến của họ cho thấy, một loạt tên lửa được những kẻ khủng bố ở dải Gaza phóng đã bay qua khu vực gần Anali vào thời điểm bệnh viện bị tấn công. Một ngọn lửa lớn bùng lên tại bãi đậu xe, nhưng không có miệng hố nào trên mặt đất. Hình ảnh do UAV trinh sát quay cũng cho thấy mảnh vỡ lớn nằm trên tòa nhà có mái ngói cạnh hiện trường. Mái ngói công trình gần đó bị thủng nhưng không hư hại. Quân đội Israel cho rằng việc tòa nhà bệnh viện và các công trình xung quanh không bị hư hại kết cấu, hiện trường cũng không có hố sâu, cho thấy đây không phải đòn không kích do Tel Aviv tiến hành. Các loại bom, tên lửa mà không quân Israel sử dụng để không kích dải Gaza đều để lại hố lớn trên mặt đất khi kích nổ. Kết quả điều tra xác nhận hỏa lực của quân đội Israel không nhằm vào bệnh viện. Những dấu hiệu tại hiện trường cho thấy phần lớn thiệt hại bắt nguồn từ thuốc phóng của rocket bị bắt lửa sau khi rơi xuống đất, không chỉ do đầu nổ của quả đạn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel Daniel Hagari cho hay. Ông Hagari thêm rằng, khoảng 450 rocket của Hamas và các nhóm vũ trang đồng minh đã bị hụt tầm sau khi khai hỏa và rơi xuống dải Gaza trong 11 ngày xung đột. Tình báo Israel cũng chặn thu được liên lạc của những kẻ khủng bố, trong đó đề cập vấn đề rocket gặp trục trặc và rơi xuống sân bệnh viện, quan chức Israel nói. Giới chức Israel cũng cáo buộc Hamas phóng đại con số thương vong trong vụ nổ nhằm thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, khẳng định tổ chức này không thể nhanh chóng xác định số người chết, bị thương và công bố nguyên nhân vụ nổ ngay lập tức như vậy. Hamas và PIJ chưa bình luận về thông tin trên.
Hamas ban đầu nói rằng 200 đến 300 người thiệt mạng trong vụ nổ, nhưng sau đó tuyên bố ít nhất 500 người đã chết, đồng thời cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh khi ném bom vào bệnh viện. Anali là một trong 20 bệnh viện nằm trong khu vực quân đội Israel yêu cầu toàn bộ dân thường phải sơ tán để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ. Nhiều gia đình không muốn sơ tán đã tìm tới các bệnh viện, tin rằng họ sẽ được an toàn trước các cuộc không kích. Richard Sewell, người phụ trách Đại học St. George's ở Jerusalem, cho hay khoảng 1.000 người tị nạn đã ẩn náu ở sân bệnh viện Anali trước khi vụ nổ xảy ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ phẫn nộ và đau buồn trước tổn thất sinh mạng tại bệnh viện Anali. Mỹ kiên quyết ủng hộ bảo vệ sinh mạng dân thường trong xung đột. Chúng tôi chia buồn với những bệnh nhân, nhân viên y tế và người vô tội bị thương hoặc thiệt mạng trong thảm kịch này. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.